Người đàn ông 15 năm đi tìm lại mối tình đầu, nói lời tỏ tình muộn màng với mẹ đơn thân hai con. Anh Nguyễn Thanh Hải, 35 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, quen chị Nguyễn Đình Như Ý, 35 tuổi, khi cả hai học chung trường cấp 3. Hình bóng cô nữ sinh với nụ cười hiền khiến chàng trai 16 tuổi năm ấy say đắm. Anh Hải thích thầm chị Ý nhưng không dám thổ lộ. Ngày ngày, anh chỉ biết dõi theo, nhìn từ xa qua ô cửa sổ mỗi khi chị đi ngang qua lớp. Thương thầm người trong mộng nhưng không dám tiến tới, anh Hải tìm mọi cách để gây ấn tượng với chị. Dù có xe đạp, nhưng anh vẫn cố ý giả vờ, ở lại đợi người nhà, cùng chị Ý sau giờ tan trường. Biết chị thích đọc truyện Conan, anh vẽ hình nhân vật trong truyện tặng, mua tập mới nhất cho chị mượn để lấy cớ làm quen. 3 năm học cứ thế bình lặng trôi qua, cả hai chỉ biết nhau qua những lần nói chuyện vu vơ, không đầu không cuối. Thời ấy không có điện thoại hay internet, anh Hải không biết duy trì liên lạc ra sao. Ngày chia tay lên đại học, mỗi người một phương, anh cũng vì thế mà ngậm ngùi, đem theo mối tình đơn phương, chôn sâu suốt bao năm. Về phía chị Ý, chị cũng không hề hay biết được cậu bạn cùng trường năm ấy thích thầm. Những năm sau đó, hai người bạc tin tức của nhau. Chị Ý bước qua cuộc hôn nhân đổ vỡ, trở thành mẹ đơn thân của hai đứa con. Còn anh Hải cũng tìm hiểu và yêu một vài người, nhưng không hợp nên đành nói lời chia tay. Lướt qua hàng ngàn bạn bè vào từng group học sinh, anh thấy tấm hình với gương mặt quen thuộc hiện về trong ký ức. Khi được chị Ý chấp nhận lời mời kết bạn, người đàn ông không chần chừ, lập tức nhắn tin hẹn gặp. Hôm đó, lần đầu tiên chị Ý nghe được lời tỏ tình từ một người bạn học cũ 15 năm trước. Bước qua cuộc hôn nhân với nhiều nước mắt, chị Ý không đủ tự tin đón nhận tình cảm từ anh. Chị nói rằng giờ chị đã là mẹ của hai đứa con, không còn là cô bé 16 năm nào. Anh đừng nhớ tới chị nữa. Nhưng anh Hải không từ bỏ, anh quyết tâm theo đuổi chị với lời tuyên bố rằng sẽ không để lạc mất tình yêu thêm lần nào nữa. Biết chỗ chị Ý làm cùng đường về, anh nhiều lần lấy cớ đi chung. Hàng sáng, anh chở mẹ con chị đi ăn, hai đứa bé tới khu vui chơi, dù chị Ý gay gắt xua đuổi, từ chối, nhưng liên tục trong 3 năm, anh vẫn kiên nhẫn, bao dung và chờ đợi chị chấp nhận tình cảm. Nhiều lần tôi đưa ra những yêu cầu vô cớ, quá quát, xem giới hạn chịu đựng của anh ấy tới đâu, nhưng anh vẫn sẵn sàng đồng ý, thay đổi thói quen bản thân, miễn để tôi vui và hạnh phúc, chị Ý xúc động. Đồng ý lời tỏ tình từ anh, chị Ý được anh Hải dẫn về nhà ra mắt. Chị bất ngờ khi người thân của anh biết rất rõ về chị, về mối tình anh yêu thầm năm xưa. Ba mẹ anh Hải chào đón ba mẹ con chị Ý như người trong nhà. Đám cưới của cặp đôi diễn ra với sự tác thành nhiệt tình từ người thân. Sau đám cưới, gia đình chị Ý chào đón thêm thành viên mới là một bé gái dễ thương. Hiện cả hai vợ chồng đang sống trong căn nhà nhỏ tại quận 11. Để có thời gian ở cạnh các con, chị Ý nghỉ công việc luật sư, mở một tiệm bánh. Tổ ấm của họ giờ đây vẹn tròn viên mãn, chị Ý hạnh phúc vì tìm được người đàn ông xứng đáng để cùng xây đắp cuộc sống. Đừng quên đăng ký kênh Sài Gòn TV để cập nhật những tin tức đáng chú ý xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.